Này nhá, nay ông đi chăn bò này mọi người. Đấy. Mấy chục con? Dạ. Mấy chục con? 65 con. 65 con. Rồi có chịu con không coi? Có đi. Có bạn gái chưa? Có rồi. Hả? Có rồi nè. 14 tuổi có bạn gái. Ê, chịch chưa? Thấy không? Con mạng yếu này. Mạng yếu quá. Đây nữa. Chứ sao? Thấy không? Mà sao không thấy mặt anh hết vậy? Thấy chưa? À. Thấy không? Còn tối nay về coi nghe. Để em vô đăng ký, để em vô đăng ký. Nhớ nói bạn bè đăng ký nha. Mà nhớ ngoan nha, đừng chơi bời nha. YouTube yêu con người ta đừng có trịch sớm à. Đi tù thôi nha. Tội này là đi tù á, tội này là tội hấp stream đó. Đi tù. Đi tù 3 năm đó mày. Nhớ chưa? Mày YouTube luôn. Chứ sao? các bạn nay gặp thanh niên làng á các bạn. Nay mình đang đi công tác thanh niên làng, khổ. Không biết là thế nào. Nhân câu chuyện ở đây thì mình nói luôn này các bạn. Là hiện tại ấy, là cái lối sống ấy các bạn. Lối sống ấy thì có rất là nhiều cái để nói đến. Trong đấy có một vấn đề các bạn. Đó là cái tuổi vị thành niên bây giờ ấy. Thường thường về cái vấn đề giáo dục ấy. Thì rất là khó quản lý. Bởi vì là người lớn thường bây giờ là đi làm ăn xa hết. Nên là thanh niên rồi bây giờ nó hay chơi choai nó đi với nhau ấy. Là nó sẽ dính rất là nhiều vấn đề và trong đó có một tệ nạn, phải không? Tệ nạn mình hồi nãy nói qua đây thì nó hơi ấy một tí nhưng mà là cái tội mà tội hấp diêm ấy các bạn, đấy, hấp diêm ấy. Vừa rồi là cũng có một cái vụ ấy là có một cô bé là bị mấy đứa bạn đấy các bạn ở trên mạng đấy là đi tù đấy, cái tội đấy là tội ấy bị khởi tố phải không? Nên là bây giờ thống nhất là gia đình phụ huynh ấy phải có cái giáo dục phải không? Giáo dục với con cái các bạn ạ. Chứ không là ra ngoài xa đà một chút thôi, bây giờ thế hệ trẻ bây giờ khó lắm, quản lý thật là chặt. Chứ không quản lý chặt là đứt luôn. Nhân vì vậy nên ngày hôm nay là mình sẽ nói về cái chủ đề này, chủ đề về cái tội này. Thế nào, vì cái hành vi mà hiếp dâm ấy thì quy định hình sự thì có thể phạt tù đến 25 lần, 25. Thế nào? Thì khi nào mà cái hành vi này được coi là hiếp dâm theo luật hình sự ấy thì nó mới được ấy ha. Thì mình sẽ đọc luôn thì nó quy định ở điều 141 bộ luật hình sự nào. Đó là người nào dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc là lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc là thủ đoạn khác giao cấu hoặc là tự thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác mà trái với lại ý muốn của nạn nhân thì có thể phạt tù từ 2 đến 7 năm. Phải phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 7 đến lại 15 năm. Là có tổ chức này. Đối với người mà phạm tội ấy, có trách nhiệm chăm sóc giáo dục chữa bệnh ấy. Vân 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 nữa nào. Người nào phạm tội có thể là bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là làm công việc nhất định từ 1 cho đến 5 năm ở các cái vấn đề này. Và các vấn đề pháp lý liên quan thì mình sẽ nói luôn là mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong hiến pháp nó quy định thế nào. Được pháp luật bảo vệ sức khỏe danh dự nhân phẩm, không bị tra tấn bạo lực truy bức nhục hình hay là bất kỳ một cái hình thức đối xử nào khác xâm phạm đến thân thể sức khỏe và xúc phạm đến danh dự nhân phẩm ha. Thì điều 20 của hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2013 có nói thế này là mọi hành vi xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm tự do tài sản các cái quyền lợi ích hợp pháp khác của công dân đều có thể bị xử lý nghiêm trọng nghiêm minh trước pháp luật và trong đó hành vi xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục bị coi là tội phạm và bị xử lý theo quy định của luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017. Tùy vào từng dấu hiệu cụ thể của tội phạm như là hành vi tuổi của người bị hại này, tuổi của người thực hiện hành vi, tội phạm xâm hại tình dục được chia thành các cái tội danh khác nhau quy định trong bộ luật hình sự. Tại điều 141 cái tội hiếp dâm ấy, điều 142 là tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi nữa. Điều 143 là tội cưỡng dâm, điều 144 là tội cưỡng dâm người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Rồi tội dâm ô đối với những người dưới 16 tuổi, điều 147 thì tội
là tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Thứ nhất về việc xác minh phạm tội thì cho tình huống người bạn trai, cho một tình huống là người bạn trai gọi tạm là anh A đi, có vi phạm về xâm hại đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục đối với bạn gái tạm gọi là B, anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối nếu A đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và thuộc một trong các trường hợp sau đây. Trường hợp 1, A tội hiếp dâm theo quy định tại khoản 1 điều 141 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 nếu có các tình tiết sau đây. B 16 tuổi trở lên. A có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của B, hoặc là thủ đoạn giao cấu hoặc là thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn với lại của bên B. Thì mình sơ qua một chút như thế thôi. Đại khái là bây giờ về giáo dục con cái các bạn, giáo dục con cái thì mình nên giáo dục về cái thuần phong mỹ tục một chút chứ không thể để con cái ra ngoài. Thì cái trường hợp vừa rồi là mình tình cờ mình ra đấy gặp một cậu 14 tuổi thôi. Thì đây là không phải là mình nói gì cậu này nhá, mình nói luôn các bạn nhé, không phải mình nói cái gì của cậu này hết. Cậu này thì rất là ngoan, đi chăn bò một năm thì được 17 triệu, ngoài ra thì còn được một tháng 1 triệu 2 tiền phân nữa, và rất là ngoan. Thì đây là một cái ví dụ điển hình để mình gửi cho tất cả các anh chị và các bạn cùng tham khảo. Và cũng là một cái lời cảnh tỉnh đến tất cả các cha mẹ, chúng ta đi làm thì làm nhưng mà phải lo lắng về con cái, không phải để những cái trường hợp mà đã xảy ra rồi chúng ta mới chen tay vào. Bởi vì trước đây các bạn thấy là cũng như bây giờ ở trên mạng có rất là nhiều vấn đề, nhiều vấn đề như là không quản lý được con cái rồi đi chơi rồi bị thế này thế kia, các bạn thấy không nào? Thì đây mình có một chút về nói chuyện về vấn đề này thôi. Chúc các bạn sức khỏe và có nhiều thành công trong cuộc sống, và nhớ răn dạy con cái và bản thân của chúng ta phải làm đúng luật đúng pháp ha.